Oh yeah. Trời ơi, mới có 23 hà, trời chắc mệt rồi nha. Cát Tường và Hứa Minh Đạt chào mừng quý vị đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc phiên bản Kết Đôi Như Ý. Xin cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một đã tài trợ chính cho chương trình. Thưa quý vị, cứ mỗi tuần thì chúng ta sẽ gặp nhau tại sân khấu của Ghép Đôi Thần Tốc. Và nhiệm vụ của ông Mai và Mối là làm sao kết đôi được cho 4 người cùng tham gia chương trình. Ông Mai mới vô nghề mà mát tay dữ lắm. Hôm nay mấy cặp nè, phán cái coi nè. Hôm nay là 2 cặp. 2 cặp, yeah. Và bây giờ thì Cát Tường xin chào đón quý vị đến với 2 bạn nam của chương trình. Hoành tráng quá, hoành tráng quá, yeah. Và bây giờ 2 bạn nữ đến chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, xin mời. Bên đây mùa xuân vàng dào luôn nha. Như vậy tất cả các bạn đã vào vị trí rồi thì chúng ta sẽ đến với phần giới thiệu đầu tiên của 2 chàng trai của tôi. Anh chàng ghế màu xanh trước nha. Dạ, em tên là Võ Đại Nghĩa. Năm nay em 33 tuổi. Em đang làm nhân viên kinh doanh sale cho một công ty thép phong rỉ. Dạ, lanh lắm đúng không? Lanh thì có lanh nhưng mà hơi nhát gái một chút chị. À, lanh có lanh, nhát gái mới nhờ tới chị Tường chứ không tự sale bán mình luôn rồi. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Nghĩa? Dạ, điểm mạnh của em là hòa đồng, vui vẻ, thân thiện, ham học hỏi. Điểm yếu của em là sống theo thiên về tình cảm nhiều quá, hay do dự vấn đề, tại vì là em làm một cái gì đó thì em suy nghĩ rất là lâu. Nhưng mà khi em đã quyết định em làm rồi là làm tới luôn. Mặt chưa vui lắm ha. Tôi lên nó có vợ. Rồi bây giờ bạn nữ ghế màu xanh đây nè, làm cho bạn nam màu xanh vui vui chút nè. Rồi, tự giới thiệu mình đi em. Dạ, em tên là Đoan Hiếu nhưng mà mọi người thường gọi em là Helen. Thì em 23 tuổi. Em hiện tại là công việc là trợ lý giám đốc. Mặt cũng chưa vui mấy luôn á. Dạ, em nhìn răng á cho nên là em không cười lớn được. Không kệ, thoải mái. Em phải tự tin vào mình. Dạ, giờ điểm mạnh điểm yếu em là gì? Điểm mạnh thì chắc là em giỏi ngoại giao. Còn điểm yếu thì tính em hơi nhạt xíu. Em hơi nghiêm túc. Hơi nhạt kiểu là trong một cái cuộc vui này nọ, mọi người nói đùa, nói cười vừa, thì em hơi kiểu hơi lặng. Rất đẹp gái nha, hai cô rất đẹp, tự tin lên cơ. Cười cái coi nè. Không dám cười. Anh ở quỷ xứ ác dữ trời. Bây giờ chị đến với chàng trai ở ghế màu đỏ nha. Rồi em trai tên gì nè? Dạ em tên Nguyễn Hàm Giang Bảo Thiện. Thiện là năm nay nhiêu tuổi Thiện? Dạ em 38 tuổi. Đang làm công việc gì cơ? Dạ em nhân viên văn phòng. Bây giờ nói một chút xíu tới điểm mạnh điểm yếu của em nè. Dạ em thì xưa giờ em rất thích thể thao nên em chơi khá các môn, vô địch cầu lông. Ôi, trời ơi, vô địch luôn á hả? Công ty thôi chứ không có đánh giải lớn. Công ty có mấy người? Dạ chắc cũng 50-70 người tham gia. 50-70 người cũng là hay lắm rồi. Hay lắm rồi. Còn chơi gì nữa không? Dạ thể thao với lại rảnh thì chơi game, tại vì cũng không có bạn nên cũng, với lại em không có thích nhậu nhẹt. Ba mấy tuổi mà còn chơi game, ba mấy tuổi mà còn chơi game nữa. Rồi điểm yếu? Dạ điểm yếu hả? Yêu với lại quan tâm nhiều quá thì tuy là đó là điểm mạnh nhưng mà khi có cái chuyện gì thì nó cũng là gây cho em. Bộ giặt Jones 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Giờ tôi chẳng cần mua bộ giặt kèm nước xả vải nữa. Đây đã có nước giặt xả Joy 2-trong-1 mới. Là nó... Ủa tráng vô là sao? Tráng vô trái tim, tráng vô trái tim. Bị lỗ hổng. À bị lỗ hổng trong trái tim phải không? Hy vọng hôm nay sẽ có người tráng được cho em nha. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Jones 2-trong-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Nay đã có nước giặt xả Joy 2-trong-1 mới. Bây giờ tới em. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Dương Phúc. Em sinh năm 96, 25 tuổi. Hiện tại thì em đang ở Đồng Nai. Em cũng mở một cửa hàng về kinh doanh dịch vụ làm đẹp cho phái nữ, cũng ở Đồng Nai luôn. Mà anh thấy cái món quà em đem tới là một cái bánh kem, cho anh hỏi là cái bánh kem này là xuất xứ như thế nào?
Dạ, lý do là tại vì ngày mai là sinh nhật tròn 25 tuổi của em. À, sinh nhật em luôn á hả? Dạ, cho nên là mang bánh kem thì cũng hy vọng là sẽ có người ăn cùng. Chị hy vọng rằng là sau buổi ghi hình này em sẽ có người cùng thưởng thức cái bánh kem này và chúc mừng sinh nhật em nha. Dạ, cảm ơn chị. Chị với Đạt chúc sinh nhật em trước ha. Dạ, cảm ơn anh chị. Trời ơi, dễ thương quá à. Rồi bên đây cũng là một cô gái niềng răng nữa luôn đúng không? Dạ, chị nãy giờ nói chuyện nhỏ xíu luôn à. Rồi, điểm mạnh điểm yếu em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì em học hỏi cũng nhanh, nấu ăn thì cũng được. Còn điểm yếu của em thì em rất là mau quên. Ví dụ như em muốn ra ngoài đường thì em có khi em phải đi ra đi vô mấy lần em mới đi được. Kiểu quên điện thoại, quên cái chìa khóa, đồ này kia. Chìa khóa, đồ vậy đó. Sau màn giới thiệu á Tường, em thấy hy vọng lắm luôn nha Tường nha. Tôi giờ tôi muốn nghe tình trường của cái anh ngồi ghế đỏ trước gì mà trám vào lỗ hổng của trái tim đó. Để tôi coi cái ảnh cận gì mà anh trám ở trong. Dạ thì em cũng 17 tuổi biết yêu rồi. 17 tuổi biết yêu là giờ yêu 21 năm rồi hả? Tính ra thì em chỉ yêu chừng 16 năm thôi, nhưng mà có 3 mối tình rưỡi. Cái gì có rưỡi ở trong nữa? Dạ tại có bạn kia mới quen có vài tháng, 2 tháng hơn, bạn đòi lấy em, cái em cũng sợ quá. Cũng sợ quá. Thế nên thôi mình dừng lại. Ủa, cái mối đó là mối thứ mấy? Cái mối rưỡi đó là mối thứ mấy? Dạ mối thứ nhì, nếu mà mình tính là vậy là mối. Lúc đó là nhiêu tuổi? Mối tình đầu của em thì em từ 17 đến 27 tuổi, 10 năm. Cái mối rưỡi đó đó, lúc đó là 27 tuổi là lấy vợ được rồi, sao không lấy? Dạ thì tại vì em có phân tích với bạn đó là mới có 2 tháng rưỡi rồi, đâu có biết gì tính nhau đâu. Mà bạn nó đòi lấy? Dạ thì bạn nó nói sao? Thì bạn đó chắc tại thấy em cũng ngon đẹp quá trai. Thấy em cũng ngon quá nên thì bạn đó đòi lấy, thì em phân tích bạn đó là nên bình tĩnh, nam một đời vợ thì không sao nhưng mà nữ một đời thì rất là khó. Đúng đúng rồi. Dạ mới 2 tháng rưỡi lỡ anh có cờ bạc hay là vũ phu hay là cái gì đó khác em chưa thì... có hiểu. Dạ em nói là thôi để 2 tuần suy nghĩ đi rồi mình nói lại vấn đề này nếu em muốn điều đó nữa. Sau 2 tuần thì bạn đó cũng gặp, bạn đó nói là em thấy anh nói đúng thì em để chuyện đó từ từ, chuyện nào đến thì đến. Thì em cũng nói là tại cũng vì cái lý do mà 2 tuần đó đó thì anh có cái quyết định là nên dừng lại. Tại vì trong 2 tuần đó em không có nhớ bạn đó. Không có tình cảm, không lẽ mình nuôi dưỡng cái gì đây nên như vậy là trong 2 tuần đó em vẫn nhớ tới cái mối tình cũ 10 năm. Dạ không. 1 năm hơn thì em mới gặp cái bạn 2 tháng mấy đó. Vậy thì cái mối tình mà 10 năm đó đó thì lý do làm sao chia tay? Dạ thật ra em là cao tới 2m1 lận. Tại vì cái gì mà cao 2m1? Dạ tại em có cái sừng. Em có cái sừng. Em có cái sừng. Một nỗi niềm. Mà em phát hiện ra hay là dạ bạn kia chặn em thì em mới phát hiện ra. Cái bạn trai kia chặn em luôn? Dạ. Chặn em làm gì? Thì ý là chặn hỏi bạn gái là sao như vậy các thứ. Em từ nhiếp chính mà thành phi tần luôn rồi cái là em thấy em vậy là em tự thì, em tự lui cung luôn hả? Dạ không, thì ba mặt một lời nói chuyện thì ra thì 3 năm. Trời ơi, em quen người ta 10 năm mà người ta quen anh đó 3 năm rồi. Dạ thiệt. Vậy 3 năm đó em mù lò hay gì mà em không em biết? Em có một thời gian em đi nước ngoài em làm việc nên không phải là vì đi nước ngoài mà cô ấy vậy, mà trước đó là cô ấy đã vậy rồi. Rồi xong thì mình cũng vì sự nghiệp thì mình đi đã rồi kêu em về, năn nỉ em về. Tại vì giận anh kia mới kêu em về. Trời ơi, em cũng dễ dãi quá ha. Dạ. Nhưng mà em cao mét mấy? Dạ 6'7" 6'8". 6'7" 6'8" mà mắc gì tới cao cái sừng luôn tới 2m1 dữ vậy? 3 năm. Sừng nó nuôi tới 3 năm là. À cái sừng nuôi dài quá hả? Chứ người ta thường có mấy tháng em 3 năm. Rồi còn 2 cái mối tình sau đó, sau cuối này, cái thì, cuối này có cái gì đặc biệt không? Cái giữa thì là cô kia đi Mỹ thì mình không nói thì người ta chọn đó. Còn cô cuối thì quen 3 năm xong cô nói là cổ chưa có suy nghĩ đến chuyện chồng con. Là cổ nhiêu tuổi rồi? Sinh năm 99. Sinh năm 99. Ai biểu ham của lạ? Ai biểu ham của lạ? Ai biểu ham trẻ làm chi? Nhưng mà tại cổ làm quen em chứ em đâu có làm quen. 38 bao nhiêu tuổi? 35 lúc đó. 35 tuổi thì người ta kiếm 30 người ta quen, người ta cưới được rồi. Ai biểu quen chi mà mới lớn chi rồi. Rồi sao quen được 3 năm? Dạ
thì cô nói cô không muốn tốn thời gian của em nữa. Hay là bị cấm sừng nữa mà không hay. Em cũng nghi nhưng mà em không hỏi. Thì khi mà người ta đã nói lý do đó thì mình không nên nói thêm cái gì nữa. Không lẽ giờ ai em có người mới hay là cái gì thì cũng đâu thay đổi được gì đâu. Bây giờ rút được một cái kinh nghiệm gì? Thì người sau mình sẽ yêu hơn người trước nữa. Cái gì kỳ vậy? Quái vậy? Thì chứ không để người ta thiệt thòi. Sao hồi trước anh yêu cô kia vậy mà tới em thì... Nhưng mà bây giờ yêu nữa thì yêu bao lâu rồi? Có chuyện nào cả hỏi cưới? Yeah, em nghĩ thì tại cái tuổi em cũng nó đẹp rồi nên chắc 2 năm là cùng nha. À, 2 năm là cùng. Năm sau em thích năm sau hơn. Hy vọng cho em năm nay chưa có chỗ lấp đầy cái lỗ trống, là cái lỗ trống của trái tim chứ không phải lỗ trống của những hình bóng trước. Dạ. Đúng không? Dạ, đúng. Còn anh là yêu ai cũng như mới yêu lần đầu. Yeah. Và yêu ai cũng là cuồng nhiệt và yêu ai cũng hơn cái mối tình trước, phải không? Dạ, chính xác. Kiểu mẫu của người phụ nữ mà em dễ có tình cảm là kiểu sao để bên đây có không à? Tuổi thì không vấn đề nhưng mà nên trưởng thành, ngoan với hiền. Mẫu người muốn lấy chồng. Nói đi chứ để không? Dạ, mẫu người muốn lấy chồng. Ừ, chứ bây giờ người ta đủ hết trơn mà người ta không muốn lấy chồng là mệt nữa. Dạ. Ngoại hình sao nè? Dạ, ưa nhìn dễ thương là được rồi chứ. Trời ơi, đây đẹp không luôn á. Dạ, vậy nhưng mà... thì em đang lên đẹp. Bây giờ thì anh ghế màu đỏ đã tâm sự những cuộc tình của mình. Thì bây giờ tới em đi. À, dạ, em thì có 2 mối tình. Một mối tình 3 năm và một mối tình 2 năm. Ừ. Mối tình đầu là 3 năm. Dạ, mối tình đầu thì lúc đó cũng nhỏ cho nên là chưa xác định tương lai cho nên là thôi không quen nữa. À. Dạ, mối tình thứ hai thì được 2 năm là do xảy ra nhiều mâu thuẫn mà không có tiếng nói chung nữa cho nên là tụi em cũng quyết định thôi. Cái mối tình thứ hai là 2 năm lúc nào? Năm 2018. Vậy là chia tay cũng được 1 năm rồi. Dạ, hả? Đúng rồi. Khi mà chia tay người bạn thứ hai thì bây giờ cảm giác thế nào? Có bị cô đơn hay là trái tim có bị lòi lỗ gì không? Dạ không ạ, em thì không có bị cấm sừng hay gì hết. Chỉ là không hợp nhau nữa thì thôi. Cái gì mà cao 2m1? Dạ, tại em có cái sừng. À, dạ, cho nhắc vô nỗi đau bên đây chi vậy? Bây giờ em có sở thích cắm hoa, cắm nha? Em chỉ có cắt sừng thôi chứ không có cắm đâu. Dũa sừng nhiều người khác. Dạ đúng rồi. Mẫu người đàn ông mà em hướng tới về ngoại hình á thì em thì thích là cao khoảng 1m72, tại em cũng cao 1m6 thì em muốn cao tới 2m1. Dạ, nói chung là thì sáu mấy không sao. Em thích bạn ấy có vai rộng, tay to, nói chung mà nhìn khỏe mạnh. Vấn đề bây giờ chị hỏi ngược lại một câu là em muốn lấy chồng chưa? Bao nhiêu lâu nữa thì em kết hôn được? Em thì cũng tính 2-3 năm, nhưng mà đừng có hối quá. Cũng được, ba mà trả giá số 2 cũng có cơ hội đó em. Dạ. Cũng được á. Chúng ta sẽ đến với bạn Nghĩa đúng không? Dạ. Giờ Nghĩa nói tình trường của Nghĩa coi nè. Dạ, tình trường em thì có 3 mối tình, mà có 2 mối tình đơn phương. Trời đất ơi. Một mối tình chính thức khoảng được 4 tháng. Trời quen đó. Thì quen được 5. Nhưng mà trực tiếp thì khi mà yêu thì yêu 4 tháng thôi. Đến lúc là em phát hiện ra người đó có người khác thì em cắt. Sừng nữa hả? Dạ, dạ. Mà cái sừng này ngắn ha, mới 4 tháng thôi. Nhưng mà 4 tháng thì nói chung em là người thiên về tình cảm nên đôi lúc là hơi bị sốc. Bởi vậy hình như khoảng 10 năm rồi em chưa quen ai hết. Cái gì? Cái cú cắm sừng đó là kéo tới 10 năm chưa quen ai luôn. Bạn nó có hứa hẹn gì với em? Hai đứa đã có thề non hẹn biển gì nói chưa? Nói chung là em là người hay lo xa. Thì em nghĩ chuyện tương lai em vẽ ra rất là đẹp. Đến khi nó mà em vẽ ra mà em có vẽ với cổ không hay là em tự vẽ một mình? Em tự vẽ. Tới lúc đó thì nói chung là mình hơi đóng cánh cửa lại. Khoảng cỡ năm nay bắt đầu em thoáng ra từ từ. Nhưng mà cái khúc chia tay đó là em chủ động chia tay hay là cổ đi theo cái người kia cổ chia tay hay là như thế nào? Nói chung là em phát hiện để em gặp. Rồi cô ấy nói thôi, vậy thôi thì hai người đường ai nấy đi. Người ta muốn đi thì mình đâu có cản được. Rồi. Để em chấp nhận thôi. Cái giai đoạn mà em bị cấm sừng nữa đó, mà em đóng cửa, anh cứ kia là em dùng từ em đóng cửa trái tim tâm hồn em lại luôn. Thì lúc đó cái tâm lý em như thế nào? Lúc đó em một phần thì nó hơi tệ chút. Nó có nhiều thú vui này nọ thì mình trôi theo thôi. Nhưng mà thú vui lành mạnh đó ạ. Thú vui này nọ là thú vui gì mà lành mạnh? Dạ, giống như là nhậu thôi. Em chỉ đơn giản là nhậu đó. Rồi lúc đó là em mấy, 23, 24 tuổi hả? Dạ, năm đó em 23 tuổi. Rồi làm sao em vượt qua được cái giai đoạn đó? Em xem mấy chương trình video về hấp sáp, về chữa lành bản thân á. Giờ em coi trên mạng này nọ, bắt đầu em mình cải thiện mình lại từ từ. Và bây giờ nó mở cửa lòng ra rồi. Dạ. Đúng không? Tại sao em nghĩ là thời gian 1 năm nay em đã mở lòng em ra rồi, em đã vượt qua được cái bóng tối đó rồi?
Tại vì hồi trước là em là dạng như là em giao tiếp với một nhóm người bạn thôi. Nhưng bây giờ là em có thể là đi học đây nào, học để bổ túc thêm cho bản thân, xây dựng học hỏi nhiều hơn, mình trải nghiệm nhiều hơn, mình đi du lịch đây đó nhiều hơn. Okay. Động lực nào cho em đến với chương trình ngày hôm nay? Mình nhìn mọi người xung quanh á, đôi lúc họ hối thì có rồi, nhưng mà họ quan tâm mình, nhìn lại gia đình mình. Thì em nghĩ cái đó là trách nhiệm thứ nhất của người làm con. Thứ hai là mình có vui vẻ, hạnh phúc thì người lớn hay những người xung quanh mình á mới vui vẻ hạnh phúc được. Mình muốn người khác vui thì phải mình vui trước đã. Rồi mới lan tỏa cho mọi người xung quanh mình vui. Nhưng mà chị hỏi thiệt là một năm nay giờ cái tim em có bao giờ thấy rộn ràng? Ví dụ em thấy một cái bóng hồng nào đó ngoài đường đi làm em cũng gặp, có bao giờ em thấy sao xuyến qua em giờ ồ cô này đẹp quá, cô này dễ thương quá, có chưa? Có ý định? Dạ có, mình cũng rộn ràng nhưng mà đôi lúc là cơ hội chưa tới chị. Hy vọng hôm nay cơ hội tới với em ha. Dạ dạ em cảm ơn chị. Em muốn tìm một người như thế nào? Em thì chỉ muốn tìm một người phụ nữ hòa đồng vui vẻ, biết quan tâm, ghét nhất người phụ nữ lừa dối. Còn em, chuyện tình yêu em như thế nào? Chuyện tình của em kể ra rất là đơn giản và hầu như là chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào? Hèn chi nó đơn giản. Rồi. Em chưa trải qua mối tình nào cả. Nhưng mà kiểu dạng có thể gọi là crush thì cũng nhiều. À, thích hả? Tức là người ta thích em thì cũng nhiều. À, đúng mà, rồi. Mà sao em không đáp trả lại? Tại em không thích. Em đã có bao nhiêu người theo đuổi rồi? Cũng có vài người nhưng mà em cảm thấy là hai người không có mục tiêu chung nên là em cũng dứt khoát không tiến tới với nhau. Từ trước giờ thì em tập trung cho học và sự việc, cho sự nghiệp nhiều hơn. Nên là em không có muốn dành thời gian quá nhiều cho tình yêu. Sau này thì khi em đi làm rồi thì em mới bắt đầu tiếp xúc nhiều người hơn. Thì em cảm thấy mở lòng hơn được. Thì em tới chương trình này là em muốn tìm một người yêu như thế nào? Người đâu đó chắc là sẽ phù hợp về cả mindset, tức là về cách suy nghĩ. Em thích người làm kinh doanh thì sẽ dễ để chia sẻ hơn. Cái thứ nhất, cái thứ hai là em thích người nghiêm túc, trưởng thành và có sự tinh ý. Tinh ý tức là sẽ quan tâm em nhiều. Cái người đó có tâm á. Những cái điểm nào người đàn ông mà em không thích á? Nhậu nhẹt hoặc là cờ bạc, bảo thủ. Dạ, cỡ như vậy thôi. Nhậu nhẹt, cờ bạc, bảo thủ. Thật ra cờ bạc nhậu nhẹt thì cũng không ai thích. Còn cái bảo thủ là ý em sao? Bảo thủ là cái người hơi bị gia trưởng. Dạ đúng rồi, giữ em kiểu em phải làm thế này và thế kia. Còn em rất là thích tự do, với lại công việc của em cũng là bận. Hầu như là buổi tối em cũng bận, làm từ sáng tới chiều, xong rồi chiều em lại đi ngoại giao nữa. Cho nên là cái việc mà ở bên bạn đó sẽ là có sự khó khăn. Nhưng mà nếu mà đã có bạn trai thì mình cũng phải cố gắng sắp xếp chứ. Dạ tất nhiên, tất nhiên. Nhưng mà kiểu bạn, nếu mà bạn không chấp nhận được cái nhịp sống của em thì em cũng có nghĩa là không nhịp sống mình là hơi nhanh, năng động. Dạ. Người phụ nữ hiện đại, em nghĩ là khi nào nữa em mới tới tính tới chuyện lấy chồng? Dạ chắc tầm 30-35. 30-35 mà năm nay nhiêu rồi? Dạ em mới 23 thôi. Trời ơi, mới có 23 hà. Trời chắc mệt rồi nha. Thôi được rồi. À, bây giờ mình hỏi một chút xíu về người thân hôm nay đi theo đi. Chị Tường nhìn thấy bên dưới phía bên đây là phụ huynh của nhà trai. Dạ con chào cô. Dạ chào Cát Tường, chào Minh Đạt. Dạ. Cô ơi cho con hỏi là hôm nay là mình đi theo bạn nào trên này vậy cô ha? Dạ bạn Bảo Thiện ạ. Dạ cô là mẹ của Bảo Thiện ạ. Thì bây giờ với một cái nhìn khách quan ha cô ha. Như mình cũng hiểu con trai mình rồi, mình nhìn theo cái ý thích của mình nữa. Thì theo như cô thì cô thấy rằng là cô gái ở ghế màu xanh hay ghế màu đỏ thì có vẻ sẽ phù hợp với con trai mình hơn ạ. Theo nhận xét cô thì thấy cô màu đỏ thì hợp hơn. Có những cái quan điểm nó cũng hơi tương đồng. Rồi con cảm ơn cô. Rồi qua em trai đi cưng. Dạ em xin phép em chào chị Cát Tường, anh Minh Đạt. Em là đồng nghiệp của Nghĩa. Nếu mà tiến tới hôn nhân thì cũng đúng, lo bàn cưới, 10 bàn cưới cho 10 bàn cưới cho chú rể. Đúng Nghĩa sếp đó. Sẽ hỗ trợ thêm một số cái nữa. Thì nói chung sẽ hỗ trợ tối đa cho Nghĩa theo khoa chương trình. Thì hy vọng cũng có em dâu tương lai. Dạ. Trời ơi, một tràng vỗ tay cho sếp. Sếp quá ngon lành. 10 bàn tiệc rồi lo mọi thứ xung quanh nữa, coi như là râu ria có sếp lo hết. Chú rể là tìm cô dâu thôi đúng không? Dạ, nhưng mà hồi nãy giờ sếp để ý hai cô bên đó, thấy có cô nào mà sếp thấy ổn ổn không sếp? Có vẻ ổn hơn á. Thì bên bé màu đỏ thì có thể cái tiếng hôn nhân có thể nhanh hơn. Còn bé bên màu xanh thì nói chung có tìm hiểu thì cũng có thể 1-2 năm nữa thì cái tiếng hôn nhân là bình thường. Cái quan điểm sống mọi người nó có khác nhau lắm. Đôi khi mình định hướng vậy, cứ
quan trọng mình có nhân duyên thì nó sẽ đến thôi. Đúng đó, một người trưởng thành người ta nói rất là chuẩn, mình đều có kế hoạch hết nhưng mà thiếu gì người vỡ kế hoạch em. Mình sắp đặt có kế hoạch tốt để mình từng bước mình lập những kế hoạch của mình, nhưng trên cái đoạn đường mà đi đến cái kế hoạch đó đôi lúc nó sẽ bị lạc trôi nhiều thứ lắm quý vị ạ. Dạ khó nói được lắm đúng không sếp? Dạ em cảm ơn nha, cảm ơn họ nhà trai. Dạ cảm ơn. Giờ tới họ nhà gái nè. Em chào chị Cát Tường, anh Đỗ Minh Đạt. Đại cô, thì em là bạn của Phúc. Thì hôm nay em tới đây cũng muốn hỗ trợ cho bạn tìm được một nửa mảnh ghép còn lại. Nãy giờ thì em cũng nghe những chia sẻ của bên Nam, thì em thấy là anh ngồi ghế đỏ sẽ hợp với bạn của em. Hợp ở chỗ nào vậy em? Dạ, cái tính cách của anh năng động. Mặc dù lớn nhưng năng động, nhưng mà có thể che chở cho bạn em được. Anh sẽ khắc phục những cái thói quen thôi không có nhớ của bạn được. Nhưng mà anh cũng biết tập luyện thể thao y như bạn Phúc nữa. Thì em cảm thấy anh hợp. Cảm ơn em gái nha. À rồi thôi bây giờ mình không chờ đợi gì nữa. Chờ đợi gì nữa, mình cho các bạn gặp nhau đi. Mở cửa trái tim. Wow. Chào em. Liền tay luôn hả? Người ta tặng quà liền luôn. Quá trời, hôm nay quà quá sức quà em luôn. Cảm ơn. Trời ơi, giống giao hàng quá vậy. Tặng quà cho nhau rồi mấy bạn ơi. Tặng quà công nghệ quá vậy. Có quà đặc biệt nè. Đó. Có tối thêm một miếng nhẹ. Wow. Em mong là ngày mai sẽ có người ăn sinh nhật chung. Anh rất vui là được em đặt hy vọng vậy, thì anh cũng sẽ cố gắng để bấm nút để thực hiện được điều đó. Chưa gì cũng lo bấm nút, nút đâu mà bấm. Okay, hát tặng người ta sinh nhật trước đi. Mừng ngày sinh nhật của em và thành chúc em mừng ngày đó em sinh ra đời với biết bao điều thắm tươi. Oh yeah. Tôi tưởng họ không biết hát bài chúc mừng sinh nhật nữa chứ. Bây giờ được rồi, hoa với hoa tôi thấy rồi. Hai cái thùng giống nhau tôi từ từ tôi tính. Nhưng cái hộp nhỏ nhỏ là cái gì vậy? Dạ, son môi. Cây son em mong tặng bạn thì mong rằng bạn tự tin lên, tự tin lên. Mong bạn sẽ được đẹp nhất khi được tô nó trên môi. Oh, wow. Em mình có tò mò cái thùng quà to quá mình cũng phải khui chứ Đạt. Khui ha. Dạ. Hồi nãy vô tặng quà như khui như giao đồ, xách đồ rồi kịch xong đi về vậy. Trời cái gì móc móc gì nữa vậy? Không, châu lam, châu lam. Trời ơi bà tóc mà. Châu lam. Trời ơi, chuẩn bị châu lam. Nhìn như lỗ lam để em túi quần luôn chơi vậy. Trời của em. À, xinh quá. Wow. Xinh quá. Đây của em. Có nghĩa là hai món quà công nghệ là y chang nhau đó. Thiệt tình. Nhưng mà cái hộp nhỏ kia là có ý nghĩa riêng đó, có một phần hà. Wow. Đừng có thoa nha, của người ta đó. Trời ơi, tặng cho mỗi người mỗi con hai cái sừng luôn. Tự nhiên đem theo cái dao lam chi vậy? Thì em tính là sẽ cắt quà thì phải cần dao lam. Thì em không dao lam. Chứ để dao lên thì nó cộm quá. Trời ơi, thiệt ông thiệt thà ghê. Hồi em nãy dao nãy ông... là con người tính xa. Tính xa nên bây giờ là tặng quà. Bắt đầu lo nghĩ tới chuyện ủa rồi mở quà rồi mở làm sao, thôi mua thêm cây dao lam đi. Rồi bạn gái ghế màu xanh cảm nhận như thế nào khi cánh cửa trái tim này mở ra và từ nãy đến giờ nhận quà đồ em thấy sao? Dạ cảm thấy wow ạ. Thấy wow. Em cũng không biết nói sao nhưng mà kiểu có một cái gì đó sao xuyến hay sao. Dạ đúng rồi đó. Mong bạn sẽ được đẹp nhất khi được tô nó trên môi. Khi ngại ngùng anh nói mình cầm tay nhé. Còn em? Dạ thấy vui ạ. Nói chung thì anh thì chững chạc. Cảm ơn em. Còn hai chàng trai cảm xúc dạ, em như thế nào? Tại em mắc giờ hình trái tim mà bởi vậy không có nói nên lời nữa. Để chàng trai đóng cửa lâu năm mở cửa nói chuyện nè. Dạ. Sao nghĩa? Cảm xúc của em nãy giờ như thế nào? Cảm thấy nó hơi xao xuyến, hơi rung nữa. Tại lâu rồi thì mình cũng nói chung là tiếp xúc cũng ít chị phụ nữ. Nhưng mà khi mở màn ra thì nói chung là mình cũng có cái gì đó nó rung động nhiều. Em muốn hỏi gì hai cô gái ngày hôm nay không? Cho anh hỏi cô gái ở ngồi ghế xanh nha. Theo em thì quan điểm tình yêu em mong muốn là gì? Chắc là đối với tình trường của em thì nó hơi ít, cho nên là nói về định nghĩa thì em hoàn toàn không có.
khi mà em gặp được cái người nào mình thật sự thích thì nó lại có cảm giác không? Thì em sẽ tiến tới thôi. Vậy anh hỏi thêm câu nữa nha. Nếu mà khi em tính đến chuyện lập gia đình á, thì em có nghĩ đến chuyện làm dâu không? Ý anh là đến sống cùng gia đình anh đúng không ạ? Đúng rồi em. À, dạ cũng có thể. Được ạ. Vậy cho anh hỏi cô gái ngồi ghế đỏ, em cũng trải qua các mối tình đúng không? Cho anh hỏi là em quan điểm thế nào về khi hai người yêu nhau thì quan trọng nhất điều gì? Em thấy quan trọng nhất là người con trai cứ nhường người con gái. Mỗi khi xảy ra mâu thuẫn đừng có hơn thua nhau. Cứ nhường đi rồi sẽ êm ấm hết. Mà nhường hoài rồi mập cái sừng đó em. Dạ không chị. Nói chung là sừng có mập hay không là do cái bản tính rồi. Nếu mà mình cảm thấy đối phương không an toàn thì mình nên dừng lại. Chứ còn trong, em là quan trong tình trọng yêu nhất là nên nhường em đi. Nhường đúng không? Dạ, là được an toàn mạnh sống. Đừng có hơn thua, đừng có so đo. Nếu mà sau đó thì có thể giải thích nói chuyện lại với nhau. Nhưng mà tại thời điểm mâu thuẫn thì em muốn là được nhường. Em thấy sao? Em hết rồi. Em hết rồi đó hả? Dạ. Tại sao em là hỏi vấn đề về chuyện làm dâu? Dạ em thì nếu mà có vợ thì sẵn sàng chia sẻ công việc gia đình với vợ. Gia đình em thì ba mẹ em rất là dễ. Nói chung là mẹ em thì thích có con gái nhưng mà lại có hai anh em thôi. Nhà hai được rửa đó nha. Rồi sao tới mình sao Thiện, có muốn gì hỏi hai em gái ngày hôm nay không nè? Anh muốn hỏi em Phúc là em thích tập thể thao với lại đi du lịch mà. Dạ du lịch em thích đi, thích tập gym. Anh thì về tình yêu thì anh chỉ cần người gái là tin, đặt niềm tin nơi anh nhiều nhất có thể. Dạ. Rồi giờ hai cô gái mình cũng muốn đặt câu hỏi gì với hai chàng trai không nào? Dạ ví dụ như xung quanh em thì có rất là nhiều vệ tinh. Thì anh thôi em cho em hỏi hai con một lúc luôn. Thì anh sẽ cảm thấy như thế nào ạ? Mời ghé trả lời trước đi. Nói chung là nếu mà bạn gái mình có nhiều vệ tinh thì mình cảm thấy vui vẻ hơn chứ. Tại vì người mình được nhiều người quan tâm mà. Thì mình mới vui vẻ khi mình có được cô ấy chứ. Và thứ nhất, cái thứ hai là mình khi một trong mối quan hệ thì tin tưởng mình luôn đặt lên hàng đầu. Nên tất cả mình tin tưởng cô ấy thì mình cứ vui vẻ khi đón nhận điều đó thôi. Anh thì cũng có kể sơ qua nãy thì vì không, tại vì anh tin, anh yêu thì anh phải tin chứ. Thì người ta phải chia sẻ, nhưng mà nếu mình thấy có cái gì thì mình hỏi. Nhưng mà nếu mà cái điều đó đặt lên bàn cân mà để tin để gì thì anh chọn tin đó. Nhưng từ xưa giờ anh vẫn chọn đúng không? Nếu mà đã lỡ vậy thì chịu thôi chứ không có gì hỏi. Số phận mình nó hẳn hiu quá mình phải chịu. Rồi còn ai hỏi gì nữa không? Dạ không. Em muốn hỏi gì không nè? Dạ em hỏi anh ghế đỏ. Em á thì em hay thích mặc váy ngắn này kia thì anh có quan điểm gì về cách ăn mặc không? Thì anh sẽ thấy em dễ thương nhiều hơn. Anh cũng thích gái mặc váy. Anh sống và làm việc với người nước ngoài nhiều, với lại tính anh cũng thoáng về vấn đề đó. Thì mình mặc sao cũng được, mình có thể mặc 2 giây hay bất kỳ gì cũng được, nhưng mà chỉ cần hợp thời điểm, hoàn cảnh thôi. Dạ. Chứ sai thời điểm thì cái đó nó mới xấu. Thí dụ sai thời điểm là sao? Dạ, chẳng hạn tiệc gia đình, có người lớn các thứ thì mình nên kính lại chút xíu. Mình cũng có thể xẻ cái này xẻ kia nhưng mà vừa phải thôi, chứ đừng xẻ 3/4 các còn thứ. Với anh là em không bận cũng được nữa phải không? Dạ, đâu có cho bận. Đâu có cho bận, đâu có cho bận. Cũng biết chọc dữ lắm nha. Cho đổi không khí một xíu đi. Các bạn có quà tặng gì cho chương trình đi? Nãy giờ tặng quà nhau không? Vấn đề đi đi. Chị Tường với Đạt ngồi không vậy đó. Dạ mình đánh cầu lông được không chị? Đánh cầu lông hả? Hát mà lỡ nó quên được không chị? Được rồi, không nhớ không quên chị nhắc cho. Rồi tiếp tục. Cho em hát bài Ánh Nắng của anh đi. Từ bao lâu nay em cứ mãi cô đơn bơ vơ. Bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi đi miên man, riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trong tình yêu ấy, không có khóc, không có gì giờ gì đây là em, người anh sẽ mãi không quên. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời.
Bây giờ vậy nè, chàng trai của chị là đã 10 năm rồi, khép cửa trái tim rồi, chị muốn có một cái sự va chạm tiếp xúc nhẹ với hai cô gái, một cái nắm tay lịch sự thôi, thì không biết ý nhà trai thế nào. Thoải mái, thoải mái, mời em tiến qua. Thử thách những dòng điện bắt đầu chạy nè. Hả? Ủa vậy thôi, không nói gì hết trơn ấy. Trông em rất là xinh đẹp, mong em sẽ luôn luôn xinh đẹp như vậy. Cảm ơn anh. Chúc em sẽ luôn xinh đẹp và mãi xinh đẹp về sau. Dạ, cảm ơn anh. Qua đi cưng, tới phiên mình. Trời ơi, cơ hội chị Tường cho cả hai luôn mà. Em chờ anh nắm tay được, từng nắm tay. Em xinh quá nên cũng không biết nói gì hơn nữa. Một xíu anh sẽ nói nhiều hơn nữa. Chị Tường nghĩ là bao nhiêu đó cảm xúc trên sân khấu này cũng đủ để các bạn cảm nhận được nhau rồi. Bây giờ là cái giờ phút quan trọng. Có hai cái nút bấm màu đỏ và màu xanh tương ứng với cái ghế mà đối phương của mình đang ngồi. Mình thích cô gái hay chàng trai ở ghế màu nào thì mình bấm cái nút màu đó. Rồi hãy làm đúng với những gì mà trái tim mình mách bảo nhé. Và bây giờ xin mời các bạn hãy đặt tay lên công tắc, nhắm mắt của mình lại. Hãy lắng nghe lời trái tim nha. Bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Các bạn phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hương Minh Đạt. 5. Theo em thì quan điểm tình yêu em mong muốn là gì? Khi mà em gặp được cái người nào mà thật sự thích thì nó lại có cảm giác thôi, thì em sẽ tiến tới thôi. 4. Anh thì về tình yêu thì anh chỉ cần người gái là tin, đặt niềm tin nơi anh nhiều nhất có thể. Dạ. 3. Hai. Một. Bấm. Bấm. Ôi, công nhận cái miệng nha, hay quá. Hay thiệt. Mời hai cặp đôi bước ra sân khấu. Tay nhau đi hai cặp. Đi nào. Bên em anh say trong hạnh phúc. Đôi môi em anh ngỡ cánh đào. Bên em anh nghe trong lòng hát giai điệu tình yêu. Cái cặp này tôi thấy từ đầu là đã sẹt sẹt nhau rồi. Cặp này tôi quan tâm nè. Cặp này sao hay em đó. Bây giờ 10 năm rồi, hôm nay sao em nói một câu mạnh mẽ chị Tường coi coi. Lòng ngực nó đập dồn dập với chị. Điều gì ở chàng trai này mà em dạ, thấy anh thì dễ thương. Nghe cái câu chuyện của ảnh mà phải chìm đắm trong một cái mối tình 10 năm em không có ngại hả? Chắc là có lý do giống như anh kể thì anh mới như vậy. Nên này có thể thông cảm được em. Và hy vọng rằng em sẽ làm cho trái tim nó rộn ràng và nó vui ha. Dạ. Sếp ơi, chuẩn bị 10 bàn nha sếp. Cái lời hứa mình sẽ thực hiện. Dạ. Hy vọng sẽ sớm. Sớm. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Nhanh nha chứ để 10 năm sếp quên lời hứa đó. Cặp đôi này giờ tối nay cái kế hoạch ăn sinh nhật sao đâu chia sẻ với chương trình nữa nè. Tối nay dành cho anh nha, rồi anh dẫn em đi ăn những món mà em thích. Dạ. Bây giờ ý tôi vậy, chúng ta đều đã lớn hết trơn rồi, tới tuổi cặp kê và lấy nhau hết rồi, một nụ hôn dành tặng cho nhau. Hôm nay tại vì ông mai bà mối cũng rất là phấn khích vui, lâu lắm rồi mới được có cái cảm giác thành công tuyệt đối như vậy. Xin mời hai chàng trai hãy dành tặng cho hai cô gái mình một nụ hôn để kỷ niệm ngày mình gặp nhau trên sân khấu của chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Dễ thôi. Rồi, à. Rồi bên đây. Trời ơi. Dễ thương quá. Nhiệm vụ ông mai bà mối tới đây là coi như là thành công rồi đó. Coi như là mở đường rồi đó. Rồi. Mở đường rồi đó. Giờ hai người đi con đường đó sao? Và bây giờ thì có những món quà sẽ dành tặng cho các bạn. Và đây, các tường xin gửi tặng cho mỗi bạn một phần quà. Đây là nước cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food, sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm này không có chứa MSG và cũng không dùng chất bảo quản. Rồi, gửi tặng cho đây. Hai em nha. Đây. Đây. Chương trình xin tặng các bạn một năm sử dụng nước rửa chén Homey, cứng rắn với dầu mỡ, mềm mại với da tay. Đây, gửi tặng hai em nha.
Và hôm nay thật là tuyệt vời, chúng ta đã có hai cặp đôi được thành công luôn. Dù cho các bạn đến từ hai nơi khác nhau nhưng đã về chung một hướng cùng nhau. Và đó chính là thông điệp mà nhãn hàng Joy gửi gắm qua chương trình. Bột giặt Joy hân hạnh tặng mỗi bạn 1 năm sử dụng bột giặt Joy miễn phí. Chị Tường xin thông báo một cái tin cũng rất là hot. Nếu như mà trong chúng ta cặp đôi nào mà tiến tới hôn nhân thì bột giặt Joy sẽ dành tặng cho các bạn mỗi cặp sẽ là 2 cộng 1 là 3 năm sử dụng bột giặt Joy miễn phí. Và quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc với phiên bản kết đôi như ý bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình nhanh nhất nha. Và một lần nữa Cát Tường xin cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 đã đồng hành cùng với chương trình để tạo cơ hội cho các bạn gặp gỡ và kết đôi cùng nhau. Chúc các bạn hạnh phúc bên nhau và sớm báo tin hỷ cho chúng tôi. Chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 và 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MTV Media và siêu ứng dụng Netlove. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị.